lâu, suốt đời tình thâm sâu. Cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Cũng có một thời gian dài rồi em cũng không có thời gian để lên những clip cũng như những cái video về dàn âm thanh đến từ thị trường Nhật mới về hàng tại shop. Ngày hôm nay thì em có đặt máy và gửi tới anh em một cái bộ dàn đến từ thương hiệu Victor. Như các bác đang được nhìn thấy ở trước mặt đây, đây là Victor EX-AR5, một trong những cái phiên bản Victor màng gỗ rất là hiếm gặp trên thị trường. Anh em có thể thấy rằng Victor màng gỗ loa toàn giải hiện tại trên thị trường cũng có rất là nhiều những anh em thương lái cũng như là shop cung cấp với những cái model khác nhau. Nhưng đặc biệt những cái dòng loa màng gỗ mà hai đường tiếng thì lại thấy rất là ít. Bản chất Victor EX-AR5 được sản xuất trong cái dòng EX-AR của hãng. Và đây là một cặp loa bookshelf hai đường tiếng có sử dụng phân tần bên trong. Như các bác theo dõi kênh YouTube của em thì cũng có thể thấy ở trước đây ở trên kênh thì em cũng có giới thiệu những cái phiên bản loa Victor EX-A10, Victor EX-A150 cũng như 250 và 300. Đây là những cái thiết bị loa hai đường tiếng sử dụng hai đánh hai cầu dạng bigwell mà không có phân tần. Còn AR5 là một trong những cái phiên bản loa có phân tần bên trong, rất giống với phiên bản EX-A5. Ok, các bác có thể thấy là bộ dàn về hàng hình thức rất là đẹp, mà bao gồm một đầu máy âm ly receiver CD được thiết kế đúng form chuẩn của Victor, rất là giống với những phiên bản EX-AR3 cũng như là EX-AR9 hoặc là AR7. Cặp loa bookshelf hai đường tiếng được thiết kế với màu mận chín, và các bác có thể thấy là hai cái màng gỗ cũng như chép đều được làm bằng gỗ anh đào hết. Những cái sản phẩm của Victor cũng như GVC thì tất cả những cái thùng vách của loa đều được làm bằng gỗ thịt cả. Công nghệ loa Woodcon đem đến một cái tiếng trung âm rất là chi tiết và sâu lắng. Đây cũng là một trong những cái đặc điểm mà khiến các fan của Victor cũng như GVC rất là ưu ái cũng như thích thú trên những cái sản phẩm này. Mà đầu máy âm ly receiver CD với những cái tính năng như là đọc CD này, FM, AUX in, line in và USB. USB của thiết bị này thì nó sẽ đọc đến định dạng MP3 cũng như VKMA các bác nhé. Chúng ta sẽ có một hệ thống nút ở bên tay trái của chúng ta, bao gồm một nút tắt nguồn này, DVD, CD, Play, Stop, Next và Lùi. Bên này là chế độ FM, AM và Line. Còn bên này là Memory. Khi chúng ta sử dụng một trong những cái tính năng đây, chúng ta chỉ cần gạt sang như này thôi, đó là nó sẽ nhận chứ không, chúng ta không phải ấn thẳng vào đâu. Ok, bên này thì chúng ta sẽ có một nút công nghệ K2 này, với hai cái chế độ khác nhau, K1 mode và K2 mode. Nút ra đĩa và nút tăng giảm âm lượng với cái hình thức rất là đẹp, không bị móp méo gì. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái bấm vào, chúng ta sẽ có một cái hệ thống nút như là USB này, vừa sạc vừa chơi nhạc này, và in out một đường phone 3.5, công nghệ giải mã K2 Technology, trang bị công nghệ diode trên âm ly và được hỗ trợ âm thanh Dolby Digital DTS 2.1 Digital Out và chế độ đọc DCD rất là nét các bác nhá. Bây giờ mình sẽ quay về mặt sau của thiết bị để giới thiệu tới anh em một số thông tin các cổng kết nối để anh em có thể nắm rõ hơn. Ok, đây là cái thông tin mặt sau của thiết bị. Em zoom máy lại gần hơn cho các bác có thể tham khảo một chút. Chúng ta sẽ điểm qua những cổng kết nối của thiết bị như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có tới 3 cái đường out video, D2 này, S video và AV video. Chúng ta sẽ sử dụng cái đường AV này là nhiều, tại vì hai cái dây kết nối này chúng ta sẽ không rất là khó tìm mua. Chúng ta sẽ có một đường sub out với cổng màu vàng. Cái sub out này nhiều bác thắc mắc với em là tại sao mà cắm sub vào nó không nên. Đầu tiên là chúng ta phải sử dụng sub là dạng sub điện. Cái thứ hai là chúng ta phải bật cái chế độ sub ở trên điều khiển lên các bác nhá. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái đường cắp quang in và một đường cắp quang out. Hiện tại thì hai cái đường này đang được bảo vệ bởi hai cái nút chen như này. Đó, nếu chúng ta chưa dùng đến. Và một đường AV với cổng 3.5. Chúng ta sẽ có một cái đường line in và một đường line out ở đây. Anten FM và AM,
hệ thống cọc rách noa tiêu chuẩn bắp chuối cũng như dạng kẹp. Bộ dàn này được sản xuất năm 2010. Và quay một chút về noa thì các bác tham khảo. Noa là Victor X AR5 với công suất là 100W, trở kháng đánh ở 4 ohm. Và cặp loa này về hàng thì trùng serial các bác nhé. Đó, các bác có thể thấy là em đang kết nối bộ dàn này với hệ thống dây noa Jabo S180A được deep riêng cho những cái bộ noa bé như này. Nó có kích thước chiều dài là 40cm với giá bán lẻ là 850.000. Tất nhiên thì cái bộ dàn này nó về hàng như thế này thì nó cũng sẽ có đầy đủ khiển zin với ê cang đi kèm các bác nhá. Em đang tháo ê cang ra thôi. Đó. Cũng nhiều bác cũng rất là băn khoăn về cái chế độ DVD ở trên cái thiết bị này. Khi mà đã chơi audio chuyên nghiệp thì nhìn thấy cái những đầu máy đọc DVD thì chúng ta sẽ không có thích thú cho lắm. Thì em cũng chia sẻ luôn là với cái chế độ DVD song hành, đây là một chế độ đọc hình, còn chúng ta sẽ có một cái chế độ CD với công nghệ giải mã K2. Vì thế này các bác có thể hoàn toàn yên tâm về cái chất âm mà thiết bị này nó phát ra nhé. Bây giờ em sẽ test chất âm của thiết bị này cho các bác qua những cái thể loại nhạc như Bolero chẳng hạn. Và cái bộ dàn này nó cũng có khả năng tinh chỉnh bát chép ở trên điều khiển các bác nhé. Cho ai thấy việc chẳng lo, trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chia cách đôi bờ. Đau xong tuổi xong ngân hà, khổ đau nhớ thương trong chờ. Tình nên thơ thành bỡ phơ xa cách mịt mờ. Tuổi thân chữ yêu không thành cả. Mà tại sao niềm khổ đau không thấu trời xanh? Ngày nay đôi ta đắm đuối sống bên nhau yêu đương vời vời. Dù cho say mê sớm tối vẫn khuyên nhau gánh trọn kiếp người. Tình yêu cao hơn thác núi cũng bao la khác nào biển khơi. Mà sao hôm nay trời chia rẽ mình xa cách muôn đời. Cho ai thấy việc chẳng lo, trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chia cách đôi bờ. Đau xong tuổi xong ngân hà, khổ đau nhớ thương trong chờ. Tình nên thơ thành bỡ phơ xa cách mịt mờ. Tuổi thân chữ yêu không thành cả. Mà tại sao niềm khổ đau không thấu trời xanh? Ngày nay đôi ta đắm đuối sống bên nhau yêu đương vời vời. Dù cho say mê sớm tối vẫn khuyên nhau gánh trọn kiếp người. Tình yêu cao hơn thác núi cũng bao la khác nào biển khơi. Mà sao cao
hơn thác núi, cũng bao la khác nào biển khơi. Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn đời. Ok, vừa rồi này em có giới thiệu cũng như chia sẻ với anh em một cái đoạn clip test nhạc Bolero đến từ bộ dàn Victor EXIR5. Bộ dàn này với cái mức giá là 16 triệu đầy đủ khiển zin cũng như dây loa đi kèm, cũng như là em sẽ tặng cho anh em nhiệt tình một cái đổi nguồn. Về thì anh em chỉ việc kết nối tới hệ thống và chơi thôi. Bác nào quan tâm tới sản phẩm này thì có thể liên hệ tới số hotline để bên dưới video này. Và hãy đừng quên ấn đăng ký cũng như theo dõi cái kênh YouTube của em để có thể cập nhật mới nhất và thường xuyên nhất những video mà em có test dàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.